Đấy. Hôm trước thì chúng ta đã lập trình phía bên web API phía server rồi, cái này nó sẽ thao tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu. Còn lại các cái consumer app của chúng ta là ứng dụng chuyên để sử dụng, thì sử dụng dữ liệu đây sẽ không phải là truy cập trực tiếp tới cơ sở dữ liệu nhé, mà nó sẽ thông qua cái anh của API, cái anh trung gian. Và chúng ta có các loại chính mà bạn Hồng vừa liệt kê ra. Cái desktop app chúng ta lập trình bằng WinForm, mobile app chúng ta có thể lập trình bằng iOS hoặc Android, cụ thể là với khoa chúng ta thì học Android. Cái web app các bạn là dùng MVC chưa? Đấy là cái, và cái nội dung bài hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào anh này, được chưa? Đấy nhá, tập trung vào MVC nhá. Và như lúc nãy là một các bạn cũng đã nhắc lại rồi, chúng ta để thao tác với cơ sở dữ liệu, chúng ta các tính chất này, create, create, update, delete, và các phương thức chúng ta sẽ làm việc với nó lần lượt là post, get, put và delete. Đấy. Tất nhiên là có nhiều cái phương thức khác, nhưng mà đây là cái bắt buộc và điển hình. Bởi vì các API của chúng ta phải thao tác từ cơ sở dữ liệu chất group mà. Nếu bạn nào chưa đấy thì chúng ta nhớ ghi lại. Ở trong giáo trình chúng ta highlight lại nhé. Đừng có bạn nào quên. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào get nhé. Get, cái consumer app của chúng ta sẽ làm việc để lấy dữ liệu từ web API phía server. Và cái web API nó sẽ làm việc trực tiếp với cơ sở dữ liệu, read cơ sở dữ liệu. Thế các bước để thực thi của chúng ta này, thì tất nhiên là chúng ta, ứng dụng chúng ta đã phải có thiết kế rồi, có dữ liệu rồi. Đấy, chúng ta đã có phía server rồi. Thấy chưa? Mọi lần là chúng ta có các bước là thiết kế này, thiết kế cơ sở dữ liệu và tạo dữ liệu này. Chúng ta sẽ tạo một cái web API này. Chúng ta viết các cái phương thức ở kết nối ở phía modem, rồi viết các phương thức ở controller. Và bước 5 là chúng ta test. Đấy, và thay vào cái việc dùng tester, dùng cái tool test như là Grasshopper, Postman, Fider, thì hôm nay chúng ta sẽ viết cái việc làm để chúng ta thực thi các cái chức năng mà bên client cần và thằng của API phía server này phải cung cấp. Thế thì mặc định là chúng ta đã có phía server rồi nhá. Và nhớ là cái phía server của API là mặc định là sẽ gồm cái MVC và web API luôn. Cái này thì hình các bạn tạo ra, các bạn luôn thấy có hai cái form mặc định đấy. Một cái là theo API controller, một cái là kế thừa từ controller. Cái này là cái tích mặc định sẽ là no authentication, là cái không có xác thực thông tin. Còn đến bài bảo mật thì chúng ta sẽ phải chọn cái xác thực thông tin liên quan đến bảo mật mã hóa thông tin nữa. Đấy, sau khi tạo cái này, tạo chúng ta đã làm rất nhiều lần rồi nhá, đúng không? Cái value này, values controller là kế thừa API controller, và whole controller là kế thừa controller. Và kể cả API MVC thì chúng ta đều theo mô hình MVC cả. Đấy, có cái anh các thực thể rồi thằng controller MVC và thằng view. Các cái view thì các cái view ở đây các bạn học MVC hoàn toàn là các bạn có thể cái web client chúng ta thiết kế giao diện. Tuy nhiên trong phạm vi cái bài hôm nay thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta sẽ sinh giao diện theo Razor. Chúng ta sinh giao diện một cách tự động. Thì muốn sinh giao diện tự động hay là sinh controller tự động thì nó phải bắt nguồn từ thằng model. Đấy, chúng ta phải có model này. Chúng ta có thể tự sinh từ cơ sở dữ liệu hoặc là chúng ta tự tạo lớp đối tượng. Cứ có model thì nó sẽ tự sinh được theo controller view. Đấy, sau đó thì chúng ta có thể dựa theo yêu cầu chúng ta sửa lại giao diện, sửa lại các anh view như mong muốn của chúng ta.
Đấy, đấy là cái mục đích của bài hôm nay nhá, ghét này. Đây, nếu như mà chúng ta sẽ chú ý hai điều là cái ứng dụng của chúng ta, một cách thứ nhất là cái phía web API, phía server và web API, web app chúng ta sẽ viết riêng, tức là hai project riêng, chưa? Với nếu hai project riêng thì cái model này chúng ta tốt nhất là chúng ta sẽ copy cái entity thực thể ở cái web API phía server sang cái thằng web app client. Hay là chúng ta có thể gộp luôn vào trong một cái, nhưng mà kể cả gộp, gộp hay không gộp nhé, gộp hay không gộp thì chúng ta cũng phải chú ý là cái cơ chế của chúng ta là cái thằng thằng client này, thằng client này là nó sẽ thao tác, không thao tác trực tiếp từ cơ sở dữ liệu mà nó chỉ yêu cầu thông qua cái thằng phía server thôi. Và lập trình web API thì chúng ta vẫn gọi là lập trình nền backend. Tất nhiên backend nó sẽ gồm nhiều giai đoạn. Một phút các bạn sẽ mở Visual Studio ra và đồng thời chúng ta cũng mở luôn cả SQL Server của chúng ta ra. Sau đấy chúng ta tạo một cú sách nhé. Đấy, cô đã mở sẵn hai cái SQL Server và Visual đây, chúng ta sẽ tạo lại từ đầu nhá. Thực ra lại cái thao tác này nhanh thôi. Trong cái quá trình mà đợi để nó sinh thì chúng ta có thể lại chúng quay trở lại thì nói về lý thuyết. Cái bước này chúng ta rất là quen rồi nên là nay sẽ dùng tài khoản nhé. Và hôm trước là chúng ta có anh nhân viên đúng không nhỉ? Đấy. Và ở trong bài bài lý thuyết chúng ta lại có student nữa. Đấy, đây là có thời gian thì chúng ta sẽ làm cả ba anh. Ok nhá. Thôi cứ để web API, lần này không phải demo web API mà API demo. Đây là chúng ta sẽ viết theo bước 1 là chúng ta sẽ tạo cái hai, bước 2 chúng ta sẽ tạo web API phía server. Thế còn cái bước 1 thì mặc định là cơ sở dữ liệu chúng ta có rồi. Cần với cô gửi lại code tạo bảng không? Một phút để nhá. Hôm trước chúng ta có và nhân viên đúng không? Nhầm rồi, thì trước lớp mình là sinh viên à? Thì thôi chúng ta lên cả hai thôi, quản lý sinh viên.
Đây, có thời gian thì chúng ta sẽ xử cả ba. Cái này là của bạn lớp mình buổi hôm trước. Cả store nhá. Nói chung là chúng ta có thể lấy lại cái bài hôm trước. Đấy, chúng ta làm rồi cái bài sinh viên đúng không? Đấy, chúng ta có bài sinh viên, tài khoản. Đấy, các bạn có thể ôn lại. Cô sẽ để cho chúng ta 5 phút nhá, vừa để tạo cái SQL. Nếu như mà đã đỡ tay xóa mất rồi và vừa để tạo qua API cái server và server client thì chúng ta sẽ dồn luôn ở đây nhé. Chúng ta sẽ viết code dồn luôn ở ở trong một giao diện này nhìn cho nó dễ. Ok, 5 phút nhá. API thì server của chúng ta chỉ cần đến host thì cái web app client này chúng ta có thể ở khắp nơi lúc nào cũng được. Có internet thì chúng ta đều có thể request đến cái web API đấy được. Thì cách thức nhá, cách thức thì các bạn phải nhớ là cấu trúc của cái request, cái response. Bởi vì dù là anh mobile client hay web client hay desktop client, anh nào đi chăng nữa, anh client nào chăng nữa thì vẫn phải request. Đấy, thì request thì các bạn chỉ nhớ cấu trúc của một request. Cái này cô kiểm tra thường xuyên rồi, chưa? Cái header thì mặc định, nếu không mặc định thì chúng ta cũng phải đưa cái header vào trong cái request. Còn bao giờ như ví dụ cái get thì bao giờ cũng request với thằng nào có URL cả. Thế còn riêng anh post thì kiểu gì cũng như thông thường, chúng ta rất hiếm khi chúng ta truyền về xong URL. Lần trước chúng ta đã test thử cái bài post rồi đúng không? Khi mà chúng ta đổi thành cái dữ liệu của cấu trúc và chúng ta chuyển thành cái URL ấy, from URL, thì chúng ta thấy cái truy vấn nó rất là dài. Đấy, truy vấn nó rất là dài. Nên là chúng ta cũng nên để theo mục định. Đấy thì nó sẽ có phần riêng thằng put và thằng post, bởi vì nó chúng ta cũng để ý cái thằng query. Còn thằng get hay thằng delete thì có thể không cần, bởi vì thằng delete chúng ta xóa thì chúng ta xóa thông qua cái ID đúng không? Thì ID chúng ta chuyển luôn cái URL luôn, thông thường như vậy. Cái get cũng thế, thông thường nó chỉ có một số tham số thì chúng ta thường để nó là URL. Chúng ta sẽ để URL hoặc là cái tham số khác mà không phải ID, không phải đặt tên biến là ID thì nó chúng ta chuyển vào query thông qua dấu ngoặc chính hỏi. Đấy, tên kiểu gì nhớ là request chúng ta lúc nào trong đầu cũng phải nhớ là chuyển hai cái anh này. Anh respond. Chúng ta có 3 thành phần đúng không? Request thì 4 thành phần chính. Respond chúng ta có 3 thành phần trong header. Header thì chỉ khi nào cái phần xác thực thông tin thì thằng request header rằng nó xác thực khi click cái thứ thì hoặc là chúng ta set cái này sang kia. Còn lại là hầu như header là sẽ mặc định. Còn riêng anh respond thì đầu tiên chúng ta sẽ phải kiểm tra xem là cái status code. Status code chúng ta thành công kết bạn. Đấy, nếu thành công thì chúng ta sẽ đọc dữ liệu. Lấy dữ liệu và thông báo thì hoàn toàn chúng ta lấy dữ liệu từ cái thằng code hoặc là lấy ở trong cái body. Thông thường là chúng ta hay lấy ở body với thằng get. Đấy, còn mấy anh post put delete thì chúng ta cần biết là cái mã code thành công kết bạn và chúng ta tiếp tục. Đấy. Thế thì như này nhá, cái chúng ta để làm việc cái này thì ở trong web web app web client ấy, chúng ta request đến server thì chúng ta thông qua một cái lớp đối tượng là lớp HTTP client. HTTP, tất nhiên là có một số lớp khác cũng đồng đều có thể thực thi công việc này, nhưng mà với cái anh HTTP client này thì sẽ là chuyên nghiệp hơn và có vẻ nhiều người sử dụng.
Đây chúng ta sẽ khai báo và khởi tạo một cái anh HTTP client để làm cái thao tác request đến Ready API phía server và nhận kết quả phản hồi từ Ready API về client chúng ta, web client chúng ta. Đây là tất cả đều phải thông qua một cái URL. Đấy, một là chúng ta truyền luôn cái URL đầy đủ. Chúng ta copy cái URL ở trong Swagger ấy. Hoặc là chúng ta khi mà chúng ta viết code ở phía API server rồi thì cái root thì chúng ta dựa vào cái root đấy thì chúng ta sẽ có được ngay cái URL chúng đã truyền URL vào đây. Cái get thì đa số là như nãy cô nói rồi, get đa số là thằng URL request ấy. Đấy, không nếu không thì chúng ta sẽ để một cái base address thì nó sẽ tự động cái URL này, nó sẽ tự động nối cái base address này thêm cái URL này vào. Đấy, nên là cái câu lệnh này nếu không có thì thôi nhá. Cái chỗ này nếu không có thì chúng ta sẽ truyền đầy đủ ở đây. Và đây chính là thể hiện được cái đây chính là thể hiện cái request này. Với giao thức của chúng ta là giao thức get. Đấy, thế còn get thì sẽ là get. Nó có mấy, thường là mỗi một giao thức thì chúng ta sẽ có một vài cách gọi. Thì chúng ta tùy xem là số lượng tham số kiểu như nào chúng ta sẽ chọn phương thức tương ứng. Thế thì cái, ví dụ ở đây chúng ta dùng get async để get dữ liệu từ cái nguồn dữ liệu này. Đấy. Và như nãy cô nói là có base address thì nó tự động nó sẽ nối cái URL này vào theo cái base address của chúng ta. Thế xong đấy sẽ chờ thằng WebAPI xử lý thôi. Thế xử lý xong thì nó sẽ phản hồi lại kết quả, trả về kết quả. Đấy, thì kết quả của chúng ta nó sẽ thể hiện ở cái trường results. Nó thể hiện ở trường results. Và một cái response này chúng ta có 3 thành phần chính. Thì chúng ta luôn luôn là kiểm tra thành công hay thất bại. Đấy, thì trong results đấy chúng ta cái này là chúng ta sẽ biết thành công hay thất bại. True or false, true là thành công. Thành công thì chúng ta sẽ lấy body thôi. Với get thì chúng ta sẽ lấy body. Thì cái body thì nó sẽ thể hiện ở cái content. HTTP client ở trong cái khi mà lấy phản hồi lại ở trong cái kết quả, trong cả reason ở đây nó sẽ cả cái response của chúng ta nhé. Nó sẽ chứa cả code, cả body, cả header. Được chưa? Chứa cả ba anh đấy luôn. Thế thì lấy cái anh code để kiểm tra này. Đấy, xong lấy anh body. Anh body nó thể hiện ở trong content. Thế thôi. Thế thì cái việc còn lại nhá. Dữ liệu thì dữ liệu của chúng ta có thể là XML hoặc dữ liệu là JSON. Được chưa? Chúng ta đọc dữ liệu. Đấy. Và thông thường ở đây thì chúng ta sẽ trả về một list hoặc ILIST. List hoặc ILIST. Đây là cái đối tượng. Cái entity ở model. Thế thôi, xong rồi. 2 phút để chúng ta nốt lại nhé. Thứ nhất là nốt thật kỹ về cái URL. Bạn nào vẫn chưa nhớ 4 thành phần của thằng request, có URL, có body, có method, có header, thằng 3 thành phần chính của response. Có header, có code, có body. Đấy, và chung quy lại thằng client mà chúng ta request đến thằng server thì vẫn phải xem là chúng ta request chúng ta sẽ dùng lớp đối tượng nào, dùng phương thức nào, truyền cái URL, truyền body hoặc là cái header hoặc là cái method nó thể hiện qua cái gì. Thì mỗi một anh nó sẽ khác nhau nhưng mà về nguyên lý nó vẫn bắt buộc nó phải có cái đấy, nó phải request được và request thông qua các tham số truyền vào đấy. Đây chỉ là một cách thức thôi nhé, đây chỉ là một cách thức. Một cách thức dùng cái thằng HTTP client. Đấy. Và cái method thì nó thể hiện ở cái tiền tố ở cái phương thức này. Thì chúng ta sẽ chọn phương thức tương ứng. Tương ứng với method trong request chúng ta. Chúng ta truyền URL vào. Và nếu như có body, chúng ta cũng truyền body vào đây. Và nếu như có header mà chúng ta sẽ định nghĩa riêng cái thằng gói header và chúng ta cũng sẽ truyền ở trong cái câu lệnh này. Tất nhiên là chúng ta sẽ chọn cái phương thức tương ứng với cái số lượng tham số truyền vào của chúng ta. Đấy, sau đó đấy thì chúng ta phải chờ thằng web API phản hồi. Đấy, phản hồi thì chúng ta sẽ phải có 3 thành phần để chúng ta muốn lấy cái gì.
À, thế cái thằng HTTP client này thì phản hồi nó ở trong resource. Thế chúng ta lấy JSON rồi chúng ta sẽ xem code thì thành công hay thất bại. Rồi là chúng ta lấy body. Cần thì chúng ta lấy header. Thông thường thằng bao giờ cũng chỉ có code code với body thôi không? Chúng ta cái trừ khi là cái phản hồi cái truyền thêm cái key ở trong header nữa thì lúc đấy chúng ta mới quan tâm đến cái anh header và lấy cái key kia thôi. Nốt cẩn thận vào trong giáo trình nhá. À, nốt cẩn thận vào trong vở cộng với highlight cẩn thận vào trong giáo trình nào. Là một là chúng ta sync controller và sync view luôn. Hai là sync controller và sync toàn bộ các cái view index là get all đấy. À, thêm sửa xóa. Detail cho chúng ta phục vụ cái get ID đấy. Đấy, hai là từng cái controller một thì chúng ta sẽ sinh cái view cho từng anh. Ở trong giáo trình này của chúng ta này là chúng ta sinh theo cách hai. Đấy, tức là sinh view và controller tự động dựa trên model nhé. Sinh view và controller tự động dựa trên model. Ví dụ model này của chúng ta là tên là student view model này. Đấy, và chúng ta sẽ sinh cái student controller. Student controller sẽ để ở trong giáo trình này của chúng ta là student controller là cái controller API controller lập trình phía server. Còn cái student một controller là cái MVC controller là của phía thằng client nhé. Đấy thì chúng ta khi mà chúng ta tạo chúng ta tích vào thôi. Nhưng mà tí nữa thì cô sẽ tạo luôn một thẻ để đỡ đằng nào cũng phải làm, thì thay vào làm 4 bước thì chúng ta làm một bước để xong load dữ liệu lên. À, chúng ta mở ra nhé. À, mở Visual Studio này. À, cô mặc định là cái hôm trước của chúng ta là quản lý nhân viên đúng không? Đấy. Đấy, chúng ta sẽ load được dữ liệu của các nhân viên này lên. Do là lúc nãy cô tạo nhưng mà cô mới chỉ bước 1, bước 2 thôi. Server chúng ta chưa có, nên là bạn nào có rồi thì ngồi có thể ghi nốt thêm. Bạn nào chưa có thì trong 2 phút chúng ta hoàn thành luôn nhé. Cái server chúng ta quen rồi đúng không? Mô hình của chúng ta là Data First. Đấy, add item nhân viên nhá. Model của chúng ta là quản lý nhân viên đi. Cái phần này các bạn hoàn toàn có thể dùng dấu chấm được nhưng mà để tìm cho nhanh thì cô copy luôn tên cơ sở dữ liệu thì nó sẽ nhanh hơn. Đây chính là cái thằng data context entity của chúng ta này. Cô ơi, em không thấy vì sự bộ. Cái bước này là cái bước mà làm phía server chúng ta làm quen rồi. Hầu như là nếu các bạn sử dụng lại cái bài từ ngày hôm trước thì chúng ta không phải làm lại đâu. Đây là cô làm lại nên là mới phải có cái thao tác này thôi. Đấy, cô để mỗi nhân viên nhé. Hoặc thôi cho thêm cái anh phòng ban nữa. Để tí nữa có thời gian thích thì chúng ta làm thêm. Đây chúng ta cũng hôm trước chúng ta cũng viết rất là nhiều cái store.
Đấy, thế là chúng ta cái phía server xong bước 3 này. Bạn nào hôm trước làm rồi thì thôi, chúng ta dùng luôn bài cũ, không phải làm lại nhé. Đấy, một là chúng ta lờ đi ở trong entity, mà như lười thì như cô thì sẽ xóa luôn đi này. Ok, xong nhớ view lại, kể cả chúng ta viết tí nữa viết controller sync view controller hoặc viết controller view ở bên phía client MVC client thì chúng ta vẫn phải view lại nhá, tạo lớp hoặc là sử dụng model kết nối cơ sở dữ liệu có cái entity rồi chúng ta vẫn phải view lại thì chúng ta mới làm cái thao tác tiếp theo là viết controller với view để đảm bảo cho nó sẽ nhận hết. À, lúc đấy cô chỉ tích mỗi cái nhân viên với cái phòng ban thôi, đúng không? Chỉ tích mỗi cái nhân viên với phòng ban thôi, nên là chúng ta thấy là chỉ có cái hai cái anh này, hai class này thôi, hai cái thực thể này thôi. Đây nhá, chúng ta sẽ sync cái controller và sync view view ấy, và cái detail ấy là nó tự động mỗi cái anh này sẽ là một cái trường để trong cái phần sửa thì rõ ràng chúng ta phải cái ở trên thằng view là chúng ta sẽ nhận các dữ liệu là mã họ tên các thông tin đấy xong rồi loát để thằng controller nó sẽ xử lý đúng không, ví dụ thằng ở trên client client nhé request thì nó sẽ cái dữ liệu đầu vào trên giao diện này của thằng view của thằng client này xong đấy là dựa đấy nó sẽ tạo thành một cái lớp nhân viên đấy xong đấy nó sẽ request đến cái thằng web API rồi web API chúng ta xử lý yêu cầu để sửa. Đấy, xong rồi ở cơ sở dữ liệu nó mới trả về là code, mã code là thành công hay thất bại. Và đó tất nhiên nó xử lý trong cơ sở dữ liệu rồi. Hoặc là thằng get nhá. Get là chúng ta lấy hết đúng không? Lấy hết thông tin của các nhân viên. Đấy, lấy hết thông tin thì nhân viên về thì chúng ta sẽ có là gì đây? Mỗi nhưng mà nó sẽ theo mặc định cơ chế mặc định chắc chắn là nó sẽ mặc định nó sẽ lấy đủ tất cả các cái trường dữ liệu này và mỗi lấy tất cả các nhân viên ở trong bảng trong table mà chúng ta có và nó sẽ ra dạng table tí nữa chúng ta chạy chúng ta sẽ nhìn thấy ngay. Thế còn nếu mà chúng ta không thích cái giao diện đấy chúng ta thêm chia div chia cột chia hàng rồi thêm cái này rồi không muốn hiển thị cái này. Ví dụ chúng ta không hiển thị mã chỉ thị mỗi tên thôi. Tên ngày sinh, mã phòng ban chẳng hạn. Cho chỉ hiển thị ba thông tin đấy thôi thì chúng ta đã sẽ sửa lại giao diện.
Và code tất nhiên chúng ta đã sửa lại rồi. Rồi chúng ta sẽ vào đấy, bắt đầu phía calend nhá. Phía calend này chúng ta sẽ tạo chúng ta dùng luôn cái này nhá. Dùng luôn cái entity của dùng luôn cái entity của thằng phía server luôn nhá. Rồi chúng ta add control này. Cái này quen rồi, đúng không? Nhưng nhớ lần này là chúng ta sẽ controller của thằng client. À sorry sorry, cô còn chưa tạo controller của anh phía server. Các bạn mà sử dụng cái cũ thì chúng ta không phải làm bước này nhá. Cái sản phẩm của hôm thứ ba vừa rồi ấy. Vì kể cả chúng ta viết client nhưng mà thằng server không xử lý thì chúng ta request đằng trời đúng không? Rồi nhá, bây giờ phía client này, client model chúng ta có thể tạo riêng, hoặc là tạo riêng thì chúng ta tạo một cái thư mục xong là có cái lớp quản lý nhân viên, quản lý phòng ban. Thế chúng ta chỉ cần quản lý nhân viên thôi. Còn nếu không thì chúng ta dùng luôn cái anh này nhá. Nếu mà chúng ta tạo lớp mà không sử dụng đến cái thằng data context này này, cái quản lý nhân viên này này, thì chúng ta sẽ dùng ngay cái của cái web API demo mặc định. Cái đấy tí nữa mà chúng ta có thời gian ấy, chúng ta tạo cái ứng dụng phía client riêng, server riêng thì lúc đấy chúng ta nhìn thấy nó sẽ rõ hơn. Bây giờ chúng ta dùng chung luôn nhá. Chúng ta dùng cái thằng nhân viên này. Thằng client chúng ta cũng dùng cái này để chúng ta sync sync view và sync controller của phía client. Đây chúng ta vẫn add thêm controller. Nhưng nhớ là controller ở đây chúng ta là phía client nhá, không phải phía server. Được chưa? Cái lần chúng ta sẽ chọn cái MVC controller. Xong chưa nhỉ? Đây nhá, xong rồi chúng ta add này. Đấy, đây là phía controller, phía client. Chỗ này nhá, chúng ta chọn đúng cái model của chúng ta này. Ví dụ của chúng ta là nhân viên, được chưa? Còn lại nếu như mà chúng ta tạo cái app, client app riêng ấy. Đấy, thì chúng ta cũng phải tạo cái class nhân viên trước. Và theo đúng cái kiểu dữ liệu như thế này. Đây này, theo đúng cái kiểu dữ liệu như thế này này. Đấy, chẳng có một cái thằng data context thì chúng ta không phải kết nối đến cơ sở dữ liệu, không có thằng data context là quản lý nhân viên entity thì chúng ta sẽ chọn cái data context của chúng ta web API demo thôi. Đấy, tiếp nhá, cái này thì là tick và là sẽ là cái action của chúng ta sẽ đồng bộ thôi hay là không. Đấy, có cũng được không cũng được bởi vì chúng ta chưa lập trình cao cấp mức đấy. Cái nếu mà chúng ta không tick vào cái generate view này thì nó sẽ không sync view đâu nhá. Đấy, không có cái này thì nó sẽ không không sync view. Đây này, lúc này các bạn nhìn thấy ở dưới này này. Đấy, cái này cái view của chúng ta là chưa có view của anh nhân viên, chưa có cái index để load get all nhân viên cũng như thêm sửa xóa là chưa có. Đây. Đấy, toàn bộ chỗ này đang chưa có này. Còn nếu mà chúng ta chọn tick ở đấy thì nó sẽ sync cả controller MVC controller cho web client và sync view cho client chúng ta luôn. Thế còn nếu mà chúng ta chọn cái này thì tất nhiên là gì? Cái MVC client chúng ta rỗng rồi, chúng ta tự code hết thôi. Chọn cái này thì nó cũng có cái đấy nhưng mà nó sẽ nói chung là chúng ta cũng gần như tự code như thằng MVC. MVC empty.
Thế còn nếu chọn cái này là cho người lười đúng không? Đấy, chúng ta sẽ dựa trên Entity Framework. Đấy, nếu mà chúng ta sử dụng một cái layout page ở đây thì thông thường là cái view start mặc định thông thường sẽ là home index. Đấy, chúng ta điền nó vào, còn nếu không thì chúng ta bỏ tích nó đi. Đây thông thường là cái thằng API thì đặt tên là sẽ là tên của model thêm s controller, còn cái của cái MVC client chúng ta thì sẽ thêm số ở đây. Đấy, như ở trong cái giáo trình lý thuyết của chúng ta là cái này student và không có s nhé, student một không có s. Và nhớ lại trên cái link URL của chúng ta không hoàn toàn không biên phân biệt qua thừa. Được chưa? Chọn model class này. Đấy, data context này. Data context này thì cũng giống như là cái trong trường hợp mà nếu mà nó có nhiều data context thì chúng ta phải chọn cho nó đúng. Bài này thì chúng ta mới chỉ có cái data context kết nối đến cơ sở dữ liệu như thôi nên là nó không có gì để nhầm lẫn cả. Còn nếu mà trường hợp nhầm nhiều data context, nhiều anh trung gian thì lúc đấy các bạn phải chọn đúng anh. Cái này cái vào cái bài đấy là cô đã nói rất là kỹ rồi. Xong chưa? Đấy, xong xuôi đâu đấy thì chúng ta ép vào thôi. Đấy, chúng ta sẽ nhìn kỹ ở cái view và cái controller. Nó sẽ tự sinh cho chúng ta cái phiếu web client, controller và view. Rồi chúng ta lựa chọn cơ chế Razor. Ok, các bạn nhìn thấy chưa? Cái đây là chính là cái controller của thằng web client này. Đây là chính là gì? Các cái view. Đây là sao dựa trên cái thằng nhân viên này nhá, dựa trên đây này, dựa trên các trường dữ liệu của cái thằng entity này. Đấy. Hoàn toàn tự viết được nhá. Đây chúng ta tiết kiệm thời gian để chúng ta sinh dữ liệu thôi. Cô sẽ dừng lại chỗ này 5 phút nhá, cộng với 5 phút nghỉ giải lao. Đấy, thế là chúng ta đã sinh được cái controller. Tất nhiên là đây là theo mặc định thôi, dựa trên entity thôi. Còn nếu mà chúng ta, theo ý chúng ta là chúng ta sẽ phải sửa lại. Và chắc chắn là phải sửa lại rồi cái thằng controller. Bởi vì cái thằng QL hoặc là những cái chúng ta truyền dữ liệu và khi mà gọi nó thay đổi thì tất nhiên là cái thằng client là phải thay đổi theo. Vì nếu như mà cái thằng client mà chúng ta đi quét mà không đúng cấu trúc, thằng server không hiểu, không chuẩn, không hiểu thì lời trả về luôn luôn là lỗi và chúng ta thì không bao giờ muốn lỗi. Chúng ta chú ý là cái nếu nó sinh controller mặc định ấy là nó đây này, các bạn thấy này, nó sẽ kết nối đến cơ sở dữ liệu mà cái này là không đúng theo cái này nó giống như cái MVC trước thì trước bạn học. Còn cái mà chúng ta muốn là nó sẽ kết nối theo cái API của chúng ta. Đấy. Và xem lại nhá. Đấy, cái nó vẫn các bước này thôi. Ở cái Action Result Index này chúng ta sẽ load tất cả danh sách nhân viên của chúng ta lên. Được chưa? Nên là đầu ra trả về của chúng ta nó sẽ là một list hoặc là I list hoặc là enum, tức là các cái kiểu danh sách thì đều ok. Ví dụ ở đây là chọn kiểu interface enumerate. Đấy, như kiểu gì nó sẽ phải trả về một kiểu danh sách nhá. Danh sách của chúng ta sẽ là nhân viên. Thế còn nếu là sinh viên thì chúng ta sẽ để sinh viên đấy thôi. Đấy, chúng ta khai báo. Chúng ta thể khai báo và sử dụng. Đấy, chúng ta try, catch vào. Đấy, tùy hoặc là chúng ta viết tóm tắt viết như thế này. Chúng ta có thể để cái base address ở đây. Hoặc là không, chúng ta chuyển hết URL đây. Cái này cũng cô nói rồi. Bây giờ cô nói lại thôi. Đấy, quan trọng là request đây nhá. Đấy, request là có cái method đây rồi này. Đấy, có URL đây rồi này. Cái get all này nó chỉ có thế thôi đúng không, nó không có body body rỗng. Đấy thì nó sẽ đem body theo mặc định, header theo mặc định rồi. Đấy thì ở đây cái kết quả trả về cái response của chúng ta này, đấy success này,
và chúng ta sẽ xử lý cái body của cái respond. Đấy, body của respond. À, có nhiều cách nhá. Chúng ta cũng có thể dùng cái lớp đối tượng để chúng ta chuyển về từ JSON về về cái danh sách đối tượng. Ở đây là chúng ta có khai báo model rồi nhé. Còn nếu mà chúng ta không có khai báo model thì chúng ta sẽ phải thêm khai báo model thôi. HT client ở đây là chưa import cái thư viện. Bây giờ import vào thì là sẽ chạy thì nó mới nhận. Ok này, khai báo cái lớp đối tượng để thực hiện thao tác này. GL của chúng ta cái này có chuẩn không nhỉ? Chắc là cái cổng này chắc là thay đổi đấy. Và đây là cô vẫn để theo cái mặc định nhá. Đấy, cô vẫn để theo cái mặc định này. Tức là API rồi đến tên của controller. Rồi đến tham số truyền vào đấy có. Tham số ở đây chúng ta nhớ là ID. Còn không phải ID thì nó sẽ truyền qua query. Query thì bằng dấu hỏi chấm. Còn nếu mà chúng ta muốn cái dữ liệu JSON thì chúng ta mở ra thôi. Đấy, muốn dữ liệu JSON thì chúng ta khai báo vào. Đấy, thì không, nếu không được mặc định nó sẽ ra XML, đúng không? Cái này chúng ta quen rồi. Không biết hôm đấy thế nào, bạn nào để tên tên table ở trong dữ liệu chúng ta để viết hóa hết thế này. Ở trên SQL thì không phân biệt hóa thường, như ở anh này thì có phân biệt hóa thường. Ô nhập chán thế. Cái này để tí nữa chưa chạy ra để chúng ta xem cổng nó cổng này hay cổng khác nhé. Và tất nhiên là cái này của chúng ta ở cái đây get all này của chúng ta, đây get all đây chính là cái đường URL này. Nhớ là đây là chúng ta chọn là cái base URL thì này thôi. Còn nếu như chúng ta không chọn base URL thì chúng ta sẽ để hết vào đây nhá, để hết vào cái URL đây. Nên nếu có body thì chúng ta sẽ có truyền thêm thêm cái body ở đây nữa. Nào, xem đủ chưa nhỉ? Request chúng ta có header sẽ theo mặc định rồi này, cái phương thức get rồi này, cái URL này, cái cổng này phải tí nữa xem lại xem là nó là cổng này hay cổng khác, chạy máy các bạn nó sẽ ra cổng khác. Hoặc không thì chúng ta để hết cái đường link vào đầu vào đây rồi này, cái kết quả này, result rồi này, thành công này, thì này, thất bại thì này. Đấy, chúng ta thông báo nào thì là tùy chúng ta nhé. Đây là theo cái mặc định thôi. Trường hợp mà thất bại đây. Còn đây là trường hợp thành công đây.
Đấy, tách riêng ra cũng có lợi, tách riêng ra chạy ra cái trong bắt cóc là được luôn. Đấy, bên ngay là cái cổng nó khác mà. Bốn bốn ba năm bốn. Đấy, còn nếu bạn nào mà không ngại cái UL thì có thể lại lợi dụng cái help and test của thằng Swapper. Đấy, chúng ta sửa linh hoạt với cả cái QL của chúng ta nhé. Cái đây là ứng dụng mới nha, cô chưa cài cái thằng Swapper. Các bạn mà sử dụng từ ứng dụng từ hôm trước thì hoàn toàn là chúng ta đã get all nhân viên lên rồi đấy. Đấy, bây giờ Swapper của cô đã xong này, help and test đơn giản và dễ dùng xong. Bây giờ chạy được rồi nhá, cô đã sửa lại cái cổng lắng nghe từ cái thằng một là các bạn sẽ phải xét lại cái cổng lắng nghe ở trên phía server, hai là chúng ta thằng client phải biết để mà request đúng cái cổng mà thằng server nó đang lắng nghe. Ở đây là phía server nhé. Và do là cùng để ở trong một là ứng dụng, thằng Kalen cũng ở đây. Đấy, nên là nó vẫn là cái localhost và cái cổng này. Đây là chúng ta sẽ muốn lấy cái thằng giao diện của nó thì sẽ là nhân viên 1. Tùy máy các bạn nhanh thì nó sẽ lát ra nhanh thôi. Với cả lần đầu tiên chạy bây giờ nó cũng sẽ chậm. Đây chúng ta đang làm test thử thằng Get All đúng không? Đấy. Có Thảo, có Ly.
có Thảo Ly, có Hoàng Anh và có Hồng Hạnh. Đấy, còn đây là cái view, nó hiển thị dữ liệu từ view lên client sau khi request này này. Đây. Đấy nhá. Nó sẽ tự động cái URL của chúng ta, nó sẽ là cái này này, thêm cái API nhân viên ở thằng root đến ở trên server nó như thế nào thì client phải gọi đúng nhá, gọi chuẩn. Thì cái bài root này chúng ta đã tự root được rồi. Đấy, xong là request. Đấy, request chúng ta sẽ có get này, có URL rồi này. Đấy, nếu có body sẽ truyền vào đây. Header này. Đấy, nó sẽ trả về response. Đây là cái chờ đợi cái thằng server xử lý. Đấy, kết quả trả về đây. Thì chúng ta sẽ kiểm tra mã code, status code là thành công hay thất bại này. Nếu mà thành công thì chúng ta sẽ lấy body. Đây, lấy body của nó đây. Đấy, và cái chỗ xử lý này thì chúng ta có rất nhiều cách xử lý. Xử lý như nào thì nó hợp lý là việc của chúng ta thôi. Đây, hoàn toàn những cái anh này chúng ta dùng iList, list, number level, inline number level, tất cả các kiểu danh sách đều ok. Còn nếu mà các bạn lại trả về một đối tượng thì nó không đúng đâu nhé. Đối tượng thì là nếu chúng ta get qua ID thì nó mới trả về một đối tượng. Còn đã trả về get all, tìm theo tên, theo địa chỉ các thứ là chúng ta sẽ trả về nhiều đối tượng. Thì chúng ta chọn một trong các kiểu danh sách thôi. Cái này chúng ta học cái môn lập trình đối tượng rồi. Và chúng ta cũng làm đồ án rồi, nên cái này chắc không phải nói nữa. Thế thôi. Đấy, thì nhớ là trả về kết quả ở đây để cho để nó hiển vì hiển thị lại trên view. Bạn nào xong thì chụp lên nhóm Zalo nhé. Thế nha, các bạn chụp lên nhóm Zalo nhé. Thì chúng ta có này, cái lúc nãy là chúng ta, nói chung là các bạn có thể tự sinh lần lượt từng giao diện, hoặc là các bạn tự viết từng giao diện, hoặc là chúng ta tiết kiệm thời gian để chúng ta sinh một loạt giao diện luôn. Thì về mặc định là cái index nó sẽ load get all lên nhá, load này lên, và tất cả những trường này thì là nó sẽ dựa trên cái các trường này chúng ta sẽ dựa trên model các cái thuộc tính ở đối tượng của chúng ta. Cái nó sẽ tự động lưu đến cái này là đến cái phần cái trang HTML tạo mới này. Các cái trường này hoàn toàn là dựa trên cái dữ liệu của chúng ta nhé, kể cả cái trang detail cũng thế. Cái trang detail nó cũng dựa trên các cái trường dữ liệu. Đấy, cái exit này, cái exit mặc định của exit mặc định MVC là viết đấy là nó sẽ là theo cái kết nối trực tiếp đến cơ sở dữ liệu. Nên là cái này nó vẫn thực thi được.
Thế còn chính xác ra là chúng ta phải sửa lại code để đúng theo cái MC chúng ta, à, theo cái API chúng ta, tức là chúng ta sẽ kết nối đến API chứ không phải là làm việc trực tiếp với cái dữ liệu nhé. Đấy, cả cái phần delete này cũng thế này. Cái này nó đang thực hiện hiện xóa trực tiếp, client này nó đang trực tiếp xóa cơ sở dữ liệu, nó đang chưa đúng theo cái mô hình thực thi cái API chúng ta đâu này. Đấy này, tí nữa chúng ta phải sửa lại code. Thì cái thằng code phần xóa này, phần sửa này, phần thêm mới này, hoàn toàn là chúng ta sẽ làm việc request đến thằng server nhé. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy làm chút thì các bạn cố gắng là load hết dữ liệu lên, xong tí nữa chúng ta sửa code ở mấy cái thằng post put delete của client để request đến server thôi. Là tùy chúng ta để chúng ta thiết kế cái này là HTML. Và theo nguyên tắc thì chắc chắn là chúng ta sẽ duyệt từng cái thành phần ở trong và chúng ta lấy dữ liệu thôi. Cần cái này là nó mặc định cho chúng ta ba cái từ nghe zip đi theo delete. Còn bạn nào thấy giao diện này nó xấu quá này. Đấy, các bạn thấy giao diện xấu quá, các bạn muốn đổi cái này thành icon. Đấy thì các bạn sửa ở trên cái giao diện của chúng ta thôi. Đây hoàn toàn là các thẻ cắt dọc, cắt ngang theo tab tương ứng. Ở đây là các bạn sẽ thấy là URL của cái thằng web client nó khác với cái đây, trường hợp lỗi đây. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang cái get get một thì tương tự nhá. Get một get của một đối tượng ấy thì nó sẽ tương tự, nhưng mà chúng ta sẽ sửa cái ghép một cái thì chúng ta sẽ để ở trong cái trang chi tiết đây, cái view này. Thế còn nếu thêm mới thì chúng ta sẽ sửa ở cái view, ở cái chỗ controller của chỗ tạm mới. Thế còn cái sửa đấy thì chúng ta sẽ liên kết đến cái đi theo với cả cái exit này. Index này là sẽ là get all. Thế ngoài ra thêm chức năng gì thì các bạn thiết kế thêm giao diện và viết thêm controller tương ứng ở cái thằng API server và chúng ta request tương ứng ở cái thằng client luôn. Đây là của thằng server này. Đấy thì get qua ID này. Đây là của thằng client này, client chúng ta bình thường nhá. Đây này, vẫn là cái detail này vẫn là đấy chi tiết ở cơ sở dữ liệu nên chúng ta sẽ phải đổi tương ứng. Đấy, đổi tương ứng nó cũng tương tự như thằng này thôi. Đấy. À, cái chỗ này này là chúng ta sẽ phải thêm cái thêm ID nữa. ID truyền vào thì các bạn đã truyền vào đây này. Đúng không? Đúng là theo cái root ở trên cái web server chúng ta này. Đấy nhá, thế là URL xong nhá. Hoặc không thì chúng ta đẩy luôn cả một đống này, một lùi để vào luôn này. Thế còn nếu mà chúng ta để base thì nó sẽ mặc định lấy cái đấy cộng với URL mà chúng ta truyền thêm vào thôi. Mà thông thường người ta chúng ta hay để cái này là base address này, chúng ta chỉ truyền cái này thôi. Và base address này chúng ta sẽ để tên biến ở, thuộc trực thuộc cái lớp này luôn này, trực thuộc lớp này luôn, xong là cần thì chúng ta sẽ đấy, thông thường là chúng ta để này luôn. Và cái nào chúng ta cũng sử dụng đến cái base address này.
Ồ, thế thì phải khai báo cái này ở đây. Ồ, thôi cô ngại thay đổi lắm. Đấy, chúng ta khai báo cả cái HTTP client ở đây này. Vẫn là gọi thôi mà. Cái này cũng không có body nhá. Đấy, nhớ và truyền vào cái thằng action view của thằng detail. Sẽ get qua by ID. Đấy, đại để như thế nhưng mà nó không phải lead nữa mà nó chỉ là một đối tượng thôi. Đấy, thằng get đại để như vậy chúng ta sẽ chỉ có đa số là có cái UL và chúng ta sẽ đổi cái UL và tương ứng với cái tương ứng với cả cái UL mà chúng ta root ở thằng web server luôn. Trang tạo mới này. Đấy, tạo mới đi, chúng ta sẽ viết code ở đây. Ở đây là MVC đã sinh code mặc định. Đây chúng ta sẽ làm việc là thêm vào trong cơ sở dữ liệu nhá. Nhưng mà thằng client, thằng server thì chúng ta mới làm này. Thằng client là chúng ta chỉ request đến thằng nào? Request đến cái thằng post thằng này này. Đây, request đến cái thằng này này. Đấy, thì đây chúng ta chỉ chú ý là request đến thằng post thông qua cái GL là GL này. Cái body là cái body này, là một nhân viên. Đấy, cái response của chúng ta là trả ra đây. Post nhân viên này. Response trả ra không phải là cái trả về, chúng ta sẽ là trả về một cái nhân viên cái đối tượng mà chúng ta thêm mới vào. Đấy thì dựa vào đấy thì chúng ta sẽ viết code ở bên client thôi. Nói chung là ngày xưa các bạn học MVC nào thì bây giờ chúng ta thay đổi linh hoạt tương ứng. Nhá, cô nói sơ qua về cái lý thuyết thằng post nhá. Lý thuyết thằng post này. Ở đây là phía web API thì không nói đến, vậy chúng ta làm suốt rồi, có ba cách đấy, chúng ta làm cách nào thì làm. Cái MVC controller để chúng ta code ở phía client này, chúng ta request đến này. Đây, đây là mặc định là cái web client của chúng ta nhá. Chúng ta sẽ viết code ở đây là mặc định cái controller chúng ta này. Thì chúng ta có thể nhấn chuột phải vào cái view ấy, chưa? Vào cái action view này thì nhấn chuột phải vào add view. Đấy, nhấn chuột phải ở đây xong web add view để chúng ta sinh cái ở trong giáo trình thực hành cũng làm như thế này, sinh để sinh từng giao diện để cho các bạn dễ phân biệt. Còn như lúc nãy là cô sinh cả luôn. Sinh cả luôn. Đấy là tùy chúng ta nhé, chúng ta sinh lẻ tẻ từng anh một hoặc sinh cả, đấy là kết quả nó vẫn như nhau cả thôi. Thì giao diện nhé, chúng ta xem giao diện mặc định hoặc chúng ta sửa lại cái giao diện. Đấy, quan trọng là cái code tạo mới này. Thì ở đây là do giao diện như ở phía trên giao diện này này. Các bạn nhìn này, chỉ có mỗi cái phần last name với đằng first name thôi. Được chưa? Thiết kế giao diện là chỉ thêm nhập vào mỗi thằng first name với last name thôi. Nên là giao diện chúng ta như này.
Còn đấy, lúc nãy chúng ta dùng sync tự động thì là nó sẽ lấy loát hết tất cả các trường thông tin nhé. Loát hết tất cả trường thông tin lúc nãy nhìn thì các bạn thấy giao diện các bạn thấy rồi. Đúng không? Đấy, còn viết code này. Đây nhá, chúng ta viết code ở trên action result create nhá. Đấy, truyền vào là một nhân viên này, sinh viên hoặc tài khoản này. Và chúng ta chú ý là cái post này, post với put thì nó sẽ có cả thằng body nữa, tức là cái URL này, body này. Thế đời thôi, mặc định thôi nhá. Cái phương thức thì nó sẽ để post. Nó sẽ có tiền tiền tố là post. Nên chúng ta nhìn nhá, đây chính là cái base URL nhá. Đấy, xong rồi chúng ta sẽ nối thêm cái phần thêm mới là chỉ API tài khoản hoặc API nhân viên, API student. Đấy, chuyện này là lỗi như này. Nói chung là chúng ta phải nhìn đúng cái root, cái URL ở cái server của chúng ta để chúng ta link tương ứng. Đây, chúng ta truyền luôn vào đây hoặc không chúng ta dùng base address đều được. Nhưng mà linh hoạt nhé, nếu mà các bạn để base address chúng ta phải để ý này. Còn nếu không có base address thì chúng ta để link URL đầy đủ, full. Được chưa? Và nhớ truyền vào một cái đối tượng này thôi. Đấy, xong rồi chờ phản hồi của phía server. Rồi chúng ta lấy response, chúng ta xem là thành công hay thất bại. Đấy, xong rồi trả lại kết quả ở trong cái thằng index này, cái trang index này. Đây là trường hợp mà L là trường hợp thất bại đây này. Đấy, thành công thì nó sẽ thêm mới và nó hiển thị ở loát, nó loát đến cái trang đầu luôn. Còn thất bại thì nó sẽ báo như này. Và chúng ta sẽ view lên cái trả về view. Đấy nhá, phía calendar này chúng ta mở đến thằng exit khó hơn, thằng exit khó nhất. Exit là nó sẽ phải kết hợp cả cái phần loát PID là bước đầu. Xong bước 2 của chúng ta là nó sẽ là mới là phần sửa. Exit này, post. Exit. Đây, create đây. Đấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể đây chúng ta dùng luôn nhé. Cái này của chúng ta là nhân viên này. Để QL chúng ta lấy luôn ở trên này. Tại lúc nãy chúng ta đã chỉnh rồi, chúng ta lấy tương ứng rồi. Cái đường link các bạn có thể sang bên thằng này để copy này. Đấy, thế là URL xong rồi nhá. Chúng con mấy có mấy phương thức code thì chúng ta chọn phương thức code tương ứng thôi. Đấy, truyền vào cái đây là trước là sẽ là URL, sau đấy là cái thằng body của thằng request. Chờ phản hồi của phía server này. Lấy kết quả response này. Và nếu mà thành công này thì chúng ta sẽ trả về index này. Đấy, thất bại thì nó sẽ có thông báo như thế này. Ôi cô, sao em vẫn nhìn thấy ở màn hình Word ạ? Ôi chết rồi.
Ở đây là điều kiện tiên quyết là thằng web server của chúng ta là phải có chức năng rồi thì thằng client chúng ta mới request được. Đấy, cái đấy là các bạn phải nhớ. Thằng server của chúng ta sẽ làm việc trực tiếp với cơ sở dữ liệu, nó là phía trung gian mà. Còn lại cái client chúng ta chỉ request thôi, chỉ request thôi, nên là chú ý cái điều đấy. Cái thằng post nhá. Đấy, các bạn test này quen rồi đúng không? Rồi, chạy lỗi phía server này. Trong trường hợp mà nếu nhân viên đã tồn tại này thì return lại conflict này, một lỗi xảy ra. Cái khóa ngoại à, foreign key, mã phòng ban. Từ từ xem là nhân viên này mã phòng ban. Thế thì đúng rồi, cái cô lại cứ nhớ là 1, 2, hóa ra là P1, P2. Cái mã phòng ban không tồn tại. P1, P2, P3. Thì toàn bộ tí nữa ở đây là phía cái to test của chúng ta nhá. Thế còn nếu client app của chúng ta nhập những cái thông tin này vào ở trên cái giao diện thêm mới thôi. Đây, nó sẽ tự động load cái index của chúng ta này. Đây, thêm mới nó sẽ vào create new này. Đấy. Lúc nãy 0000 đúng không? Bây giờ 001. Và tên lúc này sẽ là gì nhỉ? Cường nhá. Giang này. Con này sinh không nhập nữa, giới tính. Nam này. Địa chỉ Hải Dương nhá. B3. Đấy. Thế nhưng mà cái này lúc nãy chúng ta chưa code lại nhá. Thì phía client lúc nãy là chúng ta thêm trực tiếp trong cơ sở dữ liệu cái còn lại cái Ngọc Anh với Cường Giang ở đây. Ngọc Anh là chúng ta thua thêm từ tool test nhá, từ thằng swapper. Còn Cường Giang ở đây là chúng ta thêm từ cái thằng client đây này. Giao diện này là giao diện của anh client mà, đúng chưa? Nên là cái đây nó sẽ thực thi cái câu lệnh post.
cái dữ liệu nhân viên này nhá, là Bind đã lấy từ cái giao diện Clip View này. Đấy, lấy từ giao diện Clip View này. Lúc nãy chúng ta nhập vào cường với giang thứ đấy. À, nếp vào đây, xong đấy nhấn Create là tự động nó sẽ tạo, nó sẽ bind dữ liệu của nó vào cái đối tượng nhân viên. Đấy, đối tượng nhân viên đấy, xong chúng ta sẽ post đây. Đây là cái request của chúng ta đến server này. Request đến server với cái giao thức là post này. Đấy, và cái URL của chúng ta này. Đấy, URL và cái dữ liệu mà là sau create nó tạo đối tượng mà bind tự ứng vào cái nhân viên này. Trong quá trình nó xử lý, quá trình xử lý ở đây là nó sẽ thực thi ở bên này. Đây, nó sẽ thực thi là bên này. Đấy, thêm nhân viên vào, lưu lại trong cơ sở dữ liệu. Còn tất nhiên là trường hợp mà lỗi thì nó sẽ trả ra này. Lúc đấy để chúng ta dữ liệu nó không đúng nên là nó mắc lỗi ở đây đúng không? Đấy, sau khi thực thi này, chúng ta sẽ get được cái result là kết quả này. Thì kết quả này nó sẽ dựa vào cái kết quả này của chúng ta này. Đấy, sau cái return này. Là kết quả giống nhau, các bạn đều thấy thêm mới, nhưng mà hoàn toàn là cách thức hoạt động hoàn toàn khác nhau nhé. Cách thức hoàn toàn hoàn toàn khác nhau. Lúc đầu chúng ta chưa dựng code là mặc định là nó sẽ kết nối giống như là cái chúng ta viết code nền ở API là nó sẽ thêm vào trong cơ sở dữ liệu. Đấy. Thế còn cái này là chúng ta request đến cơ sở dữ liệu. À, sorry, request đến web API. Sau đó là cái client này của chúng ta là nếu như mà viết ở trong cùng một cái project này thì viết cách lúc mà nó sinh đấy thì nó sẽ chạy. Còn nếu như mà chúng ta viết riêng ấy là nó cũng sẽ không chạy đâu. Bởi vì nếu trong trường hợp mà chúng ta chưa kết nối đến cơ sở dữ liệu mà, nên nó sẽ không có cái thằng data context đấy. Ok, cô sẽ dừng lại chỗ này một chút nhé. Về cái tạo mới. Thực ra khi mà chúng ta đã get by đi cái tạo mới rồi thì lúc đấy thì chúng ta quay lại phần sửa nó sẽ dễ hơn. Ôi, cô lên trên một tí cho em xem với ạ. Cái này không có gì nhá, cái này theo mặc định hết, cô không sửa cái gì cả, chỉ sửa mỗi code để chúng ta request cái HTTP post đến quét API phía server của chúng ta thôi. Hoặc là chỉ có mỗi chút này. Thôi cô cho em xem cái detail ấy ạ. Cái detail là get by ID. Vâng. Cái này cũng sửa từ cái get all thôi. Đấy. Đấy, get by ID thì chúng ta sẽ có cái này viết này không chạy được đâu nhá. Một là à đây cô bao này vào thì được này. Thế còn nếu như mà chúng ta có cái base address thì nhất định là đằng sau chúng ta đã có base address có giá trị, mặc định của nó sẽ là rỗng nên nối vào thì ok. Còn nếu đã có giá trị thì chúng ta sẽ phải nối đúng làm sao cho cái base address main GL truyền vào nó phải đúng theo cái GL full ở trên theo root ở web server của chúng ta. Một là các bạn sẽ theo truy vấn này, còn nếu truy vấn thì cái này sẽ là dấu hỏi nhé. Nếu mà truy vấn thì chỗ này của chúng ta sẽ thay bằng hỏi này. Cái tên biến. Đấy, bằng. Xong đến là cái giá trị truyền vào. Thì viết thế này cũng được nhé. Viết thế này là viết theo viết cái query. Và các cái ở trên web server của chúng ta này. Web server của chúng ta trừ cái đây, trừ những cái ID này thì nó sẽ truyền vào trong theo cái URL. Còn nếu mà không phải ID, hôm trước chúng ta nhìn đấy, toàn bộ cái nhân viên mà các bạn tách ra, à sorry, cái tài khoản mà tách ra đều là form URL ấy. Cái này này, mà các bạn đấy, form URL ấy, thì toàn bộ là từng trường một nó sẽ thành trong query hết. Đấy, thì query thì nhớ là nó sẽ bắt đầu bằng dấu hỏi. Thì các bạn chú ý như vậy. Và riêng cái ID thì chúng ta để cái query cũng được mà URL cũng được, mà thông thường người ta hay để là URL. Nên là cái hướng dẫn cô mới để, chúng ta có thể để như thế này. Còn truy vấn đều ok nhá. Đấy, xong đấy chờ xử lý bản thân cái này nó chỉ là get by ID thôi. Đấy thì nó sẽ trả về một đối tượng thôi, trả về một đối tượng, cái này nó khác, trả về một đối tượng chứ không phải list nữa. Đây, giả sử đây là cái biến NV là chúng ta sẽ là lưu kết quả đầu ra.
thì vẫn là kết quả response của chúng ta vẫn kiểm tra code xem là thành công hay thất bại. Đấy, thành công thì chúng ta sẽ lấy cái body để chúng ta hiển thị ra thôi. Thế còn nếu thất bại thì chúng ta sẽ có thông báo. À, về MVC thì chúng ta có giao diện nên là về nguyên tắc cuối cùng bao giờ chúng ta cũng phi tơn view. Còn view chúng ta lấy cái gì để chúng ta hiển thị lên view? Thì thường là đầu ra của chúng ta sẽ hiển thị lên view. Nói chung là có Razor nó tự sinh giao diện nên nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Chứ nếu mà chúng ta viết về mobile hiện nay là chưa thấy có công cụ nào để sinh tự động giao diện layout dựa trên cái entity cả. Thế là phải làm hết từ A tới Z. Cái edit, cái sửa là khó nhất và nó cũng nhiều bước nhất. Cái sửa này thì nó sẽ qua hai bước nhá là mình nhá. Đây, bước thứ nhất của chúng ta này. Bước nhất của chúng ta đó chính là get ID. Bởi vì nguyên tắc của chúng ta này, cái đây. Sorry, cô ấn nhầm. À, chúng ta luôn muốn là gì? Sửa là sẽ loát cái dữ liệu tướng. À cái này cô vừa mới đóng server lại rồi. Đấy, nên là bên client chúng ta không để request được nữa. Thì về nguyên tắc là chúng ta sẽ phải loát dữ liệu cái đối tượng tương ứng đấy lên cái giao diện để sửa. Xong rồi chúng ta nhập nội dung mới vào, xong rồi chúng ta sẽ post. Xong chúng ta mới sửa. Đấy, nó sẽ qua hai bước. Và ngay cả code tự động sinh cái phần sửa đây các bạn nhìn này. Đấy, sinh bước 1 của chúng ta nó sẽ get qua 3 ID này. Get by ID thì lúc nãy chúng ta viết từ trên rồi nhá. Nhưng mà cái của cái edit này nó khác nhá. Còn cái get chi tiết thì nó lại khác nhá. Cách viết nó giống. Nhưng mà hàm nó sẽ by đến cái giao diện tướng. Còn cái phần bước 2 của chúng ta là sau khi nó có dữ liệu rồi thì bắt đầu chúng ta mới sửa. Sửa thì chú ý này, ở trong đây là code tự sinh nó sẽ thao tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu. Còn cái của chúng ta là sẽ không làm cái này nhá. Cái của chúng ta là sẽ làm request đến web API và API nó sẽ xử lý. Nó xử lý ở đây, xử lý thằng sửa ở đây. Đấy, ở cái thằng put này. Đấy, về cái bản chất là như thế, chúng ta sẽ có hai bước. Như vậy. À, cái phần sửa ở bên server cũng không nói nữa nhá, bởi vì chúng ta đã quá quen rồi, ba cách chúng ta làm cách nào cũng được. Thế còn bên phía client này thì cái phần sửa của chúng ta client chúng ta cũng có cả phần UL và thằng body. Thằng UL của chúng ta nó sẽ là cái có thêm truyền thêm ngoài cái API controller và thêm ID nữa. Ngoài ra cái body của nó sẽ là cái đối tượng nhân viên tài khoản sinh viên mà chúng ta muốn mới mà chúng ta muốn sửa. Nó sẽ lấy từ bên giao diện nhé. Đây là các bạn nhìn thấy nó bind đấy. Và trên action của thằng edit của chúng ta này. Đây là bước 1 nhé. Đấy. Bước 1 bản chất nó chính là phần thằng get my ID thôi. Đây chúng ta vẫn dùng HTTP client, dùng cái HTTP client là tiện nhất. Xong đấy chúng ta get. Đấy, và truyền vào. Cái này cô nói rồi, một là chúng ta sẽ truyền vào URL như thế này. Sược ID, hai là chúng ta qua truy vấn, hai cách cái nào cũng được. Thế còn những cái mà tên biến tham số mà không phải ID thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải dùng qua truy vấn. Mà nếu không tự tin thì mở cái thằng have and tool test swapper ra. Đấy, xong cũng chờ. Đấy, xong lấy kết quả. Đấy, lấy kết quả xong rồi chúng ta sẽ gì? Đây, thằng body của thằng get by ID này. Đấy, chúng ta sẽ đẩy lên thôi. Đấy. Đẩy lên rồi lên view. Xong. Đấy là phần get by ID, bước 1. Bước 2 của chúng ta sửa. Cái này
lúc nãy cô nói rồi nhá, chúng ta có hai cách đúng không? Một là chúng ta sinh từng cái layout một, từng cái HTTP một, hoặc từng cái giao diện một. Hai là chúng ta sinh một lèo, vì lúc nãy là chúng ta sinh một lèo luôn, là những cái này có hết rồi. Và chúng ta cần sửa thì chúng ta vào tự vào cái file tương ứng ở trên build để chúng ta sửa thôi. Đây, ví dụ như cái bài sinh viên có năm trường đấy, nhưng mà sửa ở đây các bạn sẽ thấy là chỉ hiển thị mỗi cái thằng first name này, đấy, mấy thằng last name này, chứ không hiển thị mã, không hiển thị ba thông tin kia, chỉ hiển thị có hai thông tin thôi. Thế còn cái actioning ở đây là để về cái index này. Cái này thì từ cái sinh view tự động nó sẽ có hết rồi. Cái này sinh view tự động nó sẽ có hết rồi. Còn nếu mà chúng ta lại không thích về action view là index mà chúng ta thích sang cái trang khác thì chúng ta chuyển cái trang khác thôi. Đây, cái code chủ yếu là của cái thằng sửa. Và thằng sửa ở đây là thể hiện là cái thằng exit. Đây, bên là phía client nhé. Đấy, thằng sửa này. Giao thức nó giống như tạo mới. Chúng ta vẫn dùng HTTP client nhé. Đấy, mỗi tội là cái này là get rồi. Đây, chúng ta sẽ dùng put thôi. Chúng ta sẽ dùng một phương thức put. Thì chú ý là chúng ta sẽ có hai tham số. Tham số thứ nhất là URL. Đấy, của chúng ta đây không phải student đâu, students đấy, được chưa? Và tham số thứ hai của chúng ta nó là cái đối tượng ở trong body request ở đây. Thế xong đấy, cái này nó request rồi nhá. Đấy, cái dòng này request rồi. Thế chúng ta sẽ chờ thằng server xử lý. Thằng server xử lý thì nó xử lý ở đâu? Nó xử lý ở đây nhá. Đây, nó xử lý ở đây. Đấy, nó xử lý ở đây. Đấy, nó xử lý xong thì nó sẽ trả chúng ta respond. Đấy, thể hiện là trong JSON này. Cái respond luôn luôn chúng ta chú ý hai thành phần: thành công, status code. Thì chúng ta làm gì? Đấy, nếu mà thành công thì chúng ta lại đây là trả về actioning là index là cái trang get on đấy nhá, trả về get on. Chúng ta không thích trang này, chúng ta sẽ sang cái thằng khác thôi, redirect to action khác thôi. Đấy, thì cái nhớ là cái thằng exit là khó nhất, thì chúng ta có hai bước như thế. Thế chúng ta biết thôi. Do cái này lúc nãy cô sửa rồi, sửa cái URL rồi nên cô không sửa lại nữa nhá. Đây, chúng ta viết phía client thôi, server mặc định chúng ta có rồi. Đây. Thằng exit này. Đây là bước 1 chính nó đây rồi. Nó chính là cái thằng này, nó chính là get by ID thôi, nó chính là get by ID thôi, link nó vẫn thế. Chúng ta vẫn dùng cái phương thức get. Đấy, ở đây thì dùng cái này cũng được, nuôi chúng ta chạy ok rồi đúng không? Lần này chúng ta không thích thì chúng ta dùng truy vấn thôi. Truy vấn thì chú ý là cái này nó bắt buộc nó phải trùng với tên của cái tham số. Đấy, nên các bạn mà không để ID, các bạn để là mã chẳng hạn, thì các bạn phải chuyển là mã. Cái này các bạn phải linh hoạt đi thôi, cái URL của chúng ta. Đây nhá, thế là xong bước 1 rồi nhá. Copy xong bước 1 rồi này. Đấy, thì giờ chúng ta sang bước 2, thằng put thôi. Đây, bước 2 này, nó chính là nó đây này, thằng exit này. Cái thằng đầu này là thao tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu nhé, mà nhưng mà cái MVC chúng ta không phải MVC làm thế, nhưng mà chúng ta kết request đến
quét API thôi, chúng ta không trực tiếp làm việc với cơ sở dữ liệu. Ok, chỗ này của chúng ta nó là nhân viên. Đây. Tham số truyền vào của chúng ta đây. Cô cũng chả lấy cái này nữa. Cô lấy cái code và lấy QL phía trên. Cứ phải hỉ. Tại vì lúc nãy chúng ta sửa lại cổng rồi. À, đây rồi. Cái thằng exit này nó UL nó còn có thêm ID đấy nhá. Rồi, như vậy là chúng ta xong cái. Nếu mà các bạn không sợ không chính xác thì các bạn chuyển thành cái truy vấn thôi. Truy vấn thì cái truy vấn của chúng ta ở trong cái thằng put này. Đấy, nó vẫn là cái ID. Cái tên tên tham số nó phải chuẩn. Xong rồi chờ này. Chờ xong lấy kết quả này. Đấy, thành công thì chúng ta sẽ về cái trang get all luôn, trang index luôn. Thế thôi. Năm phút nhé. Không có sức để nói lại rồi. Quên mất lúc nãy không ghi. Đây. Có sức nói lại sao? Thôi, sau mỗi cái này thôi các bạn sẽ tự nhìn trên video vậy. Đấy, chúng ta sẽ có hai cái bước chính của cái thằng exit như thế. Bước 1 là get by ID. Nó sẽ load về cái trang detail. Bước 2 của chúng ta là thực hiện, nó sẽ thực thi đúng là thằng post. Còn cái anh delete này thì nó chỉ có một bước thôi, nó chỉ có request theo cái UL, cái giao thức, cái body thì rỗng, header theo mặc định, nó chờ thằng server xử lý. Đấy, chờ thằng server xử lý bên thằng delete này. Đấy, xóa trong cơ sở dữ liệu nếu mà tìm thấy. Đấy, chúng ta sẽ được cái response ở đây. Tùy chúng ta xem là cái return ở trong phòng server trả về thì chúng ta sẽ có cái response body thôi. Nhưng thực ra chúng ta chỉ lấy cái code là chủ yếu, cái mã code thành công hay thất bại. Và nếu như thành công thì chúng ta sẽ trả về cái trang index đây. Hãy load lại đấy. Thế còn nếu mà thất bại thì chúng ta sẽ có cái thông báo ở đây. Ok, cô sẽ gửi cái code này lớp mình nhé.